Xin gửi lời chào tới toàn thể cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Ngày hôm nay em là Quỳnh Phạm và hôm nay lên sóng với tất cả quý khách hàng thì bên em lại lên một cái sản phẩm rất là mới, và trong thời gian bán hàng khách hàng hỏi rất là nhiều, và cái dòng sản phẩm này rất là hữu ích nha anh em nhé. Tại vì hàng này nó rất là thân thiện với cuộc sống của chúng ta, tại vì bây giờ thị trường của chúng ta đang dùng khá chỉ là nhiều cái mẫu loa này. Mẫu loa này là mẫu loa Việt Nam 10W này, 10W đến 13W. Thì đối với sản phẩm loa toa nhựa này thì hàng này do Việt Nam sản xuất, và trong thời gian qua các bác dùng mà bị cháy côn rất là nhiều. Thì đối với sản phẩm loa này thì nó sẽ có 10W và 15W. 15W thì anh em cũng dùng khá chỉ là nhiều, đó chính là cái sản phẩm màu trắng như này phải không ạ? Thì đối với hàng này thì của nó cháy côn rất là hay cháy côn mà chúng ta không có vật dụng để thay thế. Và đợt này Quỳnh Phạm về thì về được cái mẫu côn để phục vụ các bác để chúng ta thay thế, đó chính là cái mẫu 10W dành cho cái loa này và cái mẫu 15W dành cho cái dòng loa trắng. Đây các bác nhìn kỹ này. Đây, hai cái mẫu loa này các bác nhìn là biết rồi phải không ạ? Đây côn của nó đây. Dòng côn này chính là dòng côn thay thế cho dòng loa đen, loa 10W này. Đó các bác nhìn kỹ này. Hàng này toàn bộ màng của nó là màng phíp nha anh em nhá. Và nó có cái râu đây này. Đó, màng phíp này anh em nhìn kỹ giúp em lắp cho dòng 10W này. Đây nó dắp cho dòng lòng loa đen này. Đấy các bác nhá, và giá của nó cực kỳ là rẻ thôi. Đó. Đấy các bác nhìn kỹ này, đây là dòng màng phíp này, độ bền rất là cao. Đây em đã tháo một cái đây cho anh em xem rồi để cho chúng ta dễ mua bán rồi. Đây các bác này. Về anh em mà bị chẳng may bị cháy côn ấy, anh em lắp ra, tháo ra và chúng ta để thay thế rất đơn giản thôi. Đây các bác này, khi tháo ra này, đấy, tháo cái loa đen này thì chúng ta đặt vào zin như này. Đó, chúng ta đặt vào khít như này. Đó, các bác thấy không? Và hai dây này các bác đấu với hai cực này. Đấy các bác nhìn này. Đó, hai dây chúng ta đấu với hai ra hai cực này là chúng ta đấu lại, là chúng ta lắp vào là nó ra loa. Đây các bác đấy, đây là cách thay này. Đó, rất là đơn giản dễ dàng thôi. Đó, đây là dòng 10W này. Đó, vừa khít luôn anh em nhá. Tại vì nó sản xuất là chuẩn hàng nhà máy gửi cho nên là nó rất là chuẩn luôn. Đó, đối với sản phẩm 10W này đường kính của nó thì nó cũng tương đối là nhỏ. Đó. Các bác mua hàng lưu ý nhá, các bác mua hàng mua màng côn của loa 10W này thì các bác phải nói rõ giúp em là loa 10W màu đen. Đó thì là không bao giờ bị nhầm hàng. Còn các bác nào mà chúng ta mua dòng 15W này. Dòng này là dòng côn, là côn của dòng 15W. Đó cũng là màng phíp luôn của loa màu trắng này, loa toa Việt Nam 15W này. Đấy, các bác thấy không ạ? Thì các bác nhớ nói rõ là cái côn của loa màu trắng thì là bên em gửi hàng sẽ chuẩn cho mọi người nhá, giá rất là rẻ thôi. Đó, các bác đang xem video hoặc chúng ta muốn sử dụng dòng sản phẩm phụ kiện màng loa của các loại loa thì bên Quỳnh Phạm đều có để đưa ra thị trường. Đó, bên em rất là nhiều tất cả các phụ kiện màng loa, từ dòng loa rẻ, tóm lại bên sản phẩm Quỳnh Phạm đưa ra thị trường cái gì thì có phụ kiện thay thế cho các dòng sản phẩm đấy, cho nên anh em yên tâm khi mua hàng bên em nhá. Đó, không giống những cơ sở khác bán loa là chỉ biết bán loa thôi chứ không bao giờ có phụ kiện thay thế khi anh em chúng ta cần. Còn bên nhà em khi bán loa đã có đầy đủ phụ kiện thay thế cho anh em khi chúng ta cần. Cho nên các bác đến với em cực kỳ là yên tâm nhá. Đó, ngoài sản phẩm loa này ra thì bên shop của Quỳnh Phạm nhận ra công lưới cho anh em, phụ kiện săn bẫy, âm ly, loa đài đầy đủ phục vụ quý khách hàng. Các bác đang xem video một lần nữa Quỳnh Phạm xin nhắc lại, bên nhà em kinh doanh rất là nhiều các loại phụ kiện màng loa này. Anh em cần loại nào thì cứ nhấc máy lên alo trực tiếp với em. Em sẽ tư vấn và gửi lại mẫu cho anh em xem nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc anh em chúng ta xem video vui vẻ. Xin chào toàn thể anh em. Hẹn các bác buổi video sau nhé.